Hello anh em, mình là Đảm từ kênh Đấm Đá đây. Ngày hôm nay mình có một cái điều rất là đặc biệt muốn mang đến cho anh em. Và anh em sẽ không khỏi bất ngờ đâu. Thì chương trình Marine Boy vừa rồi nó đã mang lại cho mình rất là nhiều view cũng như là lượng người đăng ký ha. Hiện tại kênh mình như đã được 509 người đăng ký rồi. Ok, chúng ta đang gần tiến đến cột mốc 600 người đăng ký. Anh em nhớ đăng ký thật là nhiều nha. Rồi, hôm nay thì mình sẽ không review cái bánh Marine Boy này nữa, mà mình sẽ review một cái loại bánh Marine Boy khác ha. Cái loại bánh này nó rất là đặc biệt luôn, nó vừa mới ra luôn anh em. Anh em chuẩn bị chiêm ngưỡng nào. 1, 2, 3 thân tròn đấy anh em thấy không? Đây là những cái hộp bánh Marine Boy mới, Marine Boy thể quyết đấu đại dương phiên bản tối thượng đấy. Có lẽ như là đây là phiên bản cuối cùng đấy. Nó ghi chữ tối thượng mà. Rồi, wow anh em không, vị gà BBQ nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó thấy không, đây nhân vật mới hoàn toàn nha. Trong đây có rất là nhiều nhân vật mới, 24 thẻ ulti, à mình bắt đầu ra đi, 48 thẻ tối thượng, sưu tầm 2 thẻ bất kỳ được in trên mỗi hộp bánh, 24 thẻ ultimate, sang ngay một thẻ được thả ngẫu nhiên bên trong mỗi hộp bánh. Anh em không, wow, những cái thẻ này có vẻ là những cái thẻ mới ha, và mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn những thẻ cũ rất là nhiều. Thẻ quyết đấu ultimate chỉ có 49.999 thẻ có thể có bên trong hộp bánh. Sao nó không ghi mỗi hộp bánh ta. Rồi, vẫn vậy anh em. Cái chương trình này thì nó ít hơn là bên Marine Boy cũ kia một thẻ, nhưng mà không sao, đằng nào mình cũng sẽ không săn được thẻ này ha. Mình đã mở gần hơn 10 tập rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện một cái thẻ đặc biệt nào. Thẻ ultimate bên đây mình nghĩ nó cũng sẽ hiếm như là cái thẻ đặc biệt bên chương trình cũ ơi. Nhân vật bên đây thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn nhiều so với nhân vật cũ đây. Vũ khí thì nó cũng mạnh hơn luôn đấy, chắc chắn rồi. Đây là hộp bánh Marine Boy vị gà BBQ ha. Còn đây chính là hộp bánh Marine Boy có in hình cá mập Sacco. Wow, cá mập Sacco nhìn rất là ngầu ha. So với chương trình cũ thì có vẻ như là cá mập đã được buff lên một tí anh em à. Mình thấy vậy nó đẹp hơn ấy. Anh em nhìn nè, cái diện mạo mới nó đẹp hơn hẳn so với lại diện mạo cũ. Mình rất là ưa cái diện mạo mới này luôn. Mình chấm điểm 10. Không nói nhiều ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Đây, bánh nè anh em. Rồi, mở ra. Bên trong đây có gì? Đó, bên trong đây là những cái thẻ tối thượng ha. Xin lỗi anh em. Thì cái mặt chính của nó sẽ nằm đằng sau cái hộp, còn cái mặt phụ của nó sẽ nằm bên trong cái hộp. Đây anh em không? Thẻ tối thượng nha. Rồi, chúng ta có thể lựa chọn thẻ luôn anh em ơi. Vậy mới hay chứ. Đây, có chuyện, có mẫu chuyện mới nè. Quyết đấu cực ngầu cùng bộ thẻ bài tối thượng đón xem hồi kết cuộc chiến biệt đội siêu anh hùng đại dương và 12 thủy thần trên kênh YouTube Orion World. Ok, có vẻ như là cuộc chiến đã đi đến cái hồi kết rồi anh em ơi. Rồi, chuẩn bị lật nha. Không biết là trong tập này mình có săn được thẻ ultimate không nữa. 1, 2, 3. Thì đây, sứa jelly. What the hell anh em không? Nhân vật bên đây nhìn nó chất hơn là nhân vật bên chương trình cũ anh em. Sứa jelly nè, đẹp quá đẹp quá. Thẻ tối thượng 5 sao. Chương trình cũ nó có 4 sao thôi mà lên đây nó được bắp lên đến 5 sao ha anh em. Nội tại 210 phòng thủ và 230 tấn công. Nó mạnh ngang ngửa với lại cá heo Dobby luôn anh em ơi. Jelly là lãng khách du khắp nơi, do cơ thể tích điện nên đều bị mọi người xa lánh. Vì cảm kích được Dobby thu nhận mà nguyện làm thuộc hạ cho hắn ta. Ngoài tuyệt chiêu trích điện liên hoàn, nếu được trang bị cùng thẻ bài áo chàng đại pháp sư, Jelly kích hoạt được trạng thái tàng hình để úp sọc đối phương. Rồi, đây là thẻ phép của nó à. Xiến xích trói buộc. Wow, đầu tư đấy. Để mình đọc nha anh em. Sợi xích thần kỳ tương truyền từng giam cầm giao long hùng mạnh sẽ vô hiệu hóa thẻ phép đang úp của đối thủ, đồng thời cho thẻ phép bản thân rút thêm một lá nữa. Hộp bánh lần này đầu tư nó quá chất đi anh em à. Đấy, lửa và băng nhìn đẹp thật sự. Rồi, một hộp nha. Đây, bánh thì nó vẫn như cũ, bịch bánh bên trong thì nó cũng giống như là những cái bịch bánh khác thôi. Ok, qua hộp thứ hai, phiên bản mới nha. Đó, đẹp quá anh em ơi. Rồi, ui chết kìa, hư hộp. Mình tính giữ hộp lại làm clip mà. Rồi, ok, mở ra. Đây, bánh đây, bánh hai bánh này giống nhau ha. Đây, không có một cái thẻ ultimate nào trong này cả. Ok. Lật á, 1, 2, 3, cái gì đây? Hải cẩu silo và lá cờ tiên phong. Mình sẽ đọc bên hải cẩu silo trước ha. Nội tại
phòng thủ 180, đam 220, hải cẩu silo rất kiểu dài và có khả năng khiếu thể dục thể thao. Vượt trội bóng sinh đã sớm với chân đội tuyển bóng đá đại diện FC. Siêu cầu thủ với silo sẽ tung ra cú vô lê thần sầu khi được hỗ trợ riêng thẻ bài quả bóng thấm xăm xét, chỉ cần sút trúng đối phương chắc chắn sẽ bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. Rồi, lá cờ tiên phong, thẻ tứ thượng, một thẻ vũ khí. Mỗi khi lá cờ được dương lên là tinh thần của toàn quân trở nên phấn chấn vô cùng, cộng ngay 30 điểm cho tướng. Nếu trang bị riêng cho thẻ Minion tới thượng sẽ cho phép triệu tập toàn bộ quân đoàn Minion đông đảo từ khắp đại dương, điểm tấn công lập tức nhân gấp 2, không thể đùa được đâu. Rất là chất luôn. Thẻ bên đây anh em nhìn nè, hải cẩu silo nè. Để mình lấy cái thẻ cũ ra. Đây có thẻ cũ anh em ra. Thẻ cũ và đây thẻ mới. Đó, người ta em thấy thẻ nào đẹp hơn? Chắc chắn là thẻ mới sẽ đẹp hơn rồi. Coi cái thời hạn và mình bắt đầu khá là thắc mắc tại sao hai cái thẻ này nó có cùng tên nhưng mà sao nó không có cùng ba cái hình dạng anh em. Ấy nhìn mà bên đây nó khác xa hoàn toàn số bên đây luôn anh em ơi. Chương trình cũ thì nó đến 31/3 mới hết hạn. Phiên bản mới là vậy anh em à. Anh em có cái phiên bản mới này không? Anh em nào săn hết thẻ bên này đó hay comment bên dưới cho mình biết. Mình thì mình vẫn chưa săn hết thẻ đâu, chủ yếu là mấy cái thẻ đặc biệt ấy, chứ mấy thẻ thường mình cũng săn gần đủ rồi. Ok anh em thấy hay, nhớ like, subscribe, ủng hộ nhé. Vậy thì bye anh em, bye.